Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay lại với kênh Ichimoku Club nha. Thì anh chị ăn ăn tối với anh chị. Thì hôm nay mình quay trở lại và mình nói về câu chuyện điện tí anh chị. Tại vì mình làm luôn một cái video để sau này có để mình tìm kiếm lại cái dữ liệu sau này anh chị. Khi mà mình làm việc tiếp tục trong cái quá trình 1-2 năm tới á, khi mà cái vấn đề này nó lặp lại á, thì mình có cái hướng xử lý. Thì ở trong giai đoạn này thì mình bàn luận với anh tí về cái câu chuyện điện. Thì anh chị thấy là cái video hồi tối hôm qua kia mình có coi được một cái video mà một cái bức tượng gì đó ở trong một cái con sông gì đó anh chị, là cái lượng nước ở con sông đó nó xuống thấp kỷ lục anh chị, và nó lộ cái bức tượng nó lên luôn, bức tượng Phật. Thì nó chứng minh cho một điều là anh chị thấy là cái hiện tại thì những cái vấn đề là thủy điện không, cái nước trong những con sông đó nó hạ thấp, thì anh chị thấy là thủy điện nó cũng đang gặp khó khăn tại vì nó không đủ nước. Thì câu chuyện ở trong giai đoạn này á, thì những cái nhóm ngành nào và đặc biệt là cái vĩ mô nó ủng hộ cho những cái mã cổ phiếu nào trong giai đoạn sắp tới? Thì hồi năm ngoái anh chị thấy câu chuyện giữa than đúng không, than nó tăng giá cao, đặc biệt là một số cái xưởng cái nhà máy ở Trung Quốc anh chị thấy là hồi năm ngoái ông nó dừng hoạt động, thì cho thấy một điều là những cái nhà đầu tư nước ngoài họ có xu hướng là dịch chuyển nhà máy ra khỏi ở Trung Quốc, tại vì nó đáp ứng không đủ cái điều kiện. Thì ở trong giai đoạn này nếu như cái tình hình đó lặp lại nữa thì cái khả năng những cái nhóm cổ phiếu nào nó được hưởng lợi anh chị, đó là cổ phiếu bất động sản công nghiệp anh chị, nó sẽ được hưởng lợi. Thứ nhất, mình đang nói về cái câu chuyện khả năng nha anh chị, chứ không mình chưa có cái gì gọi là chính xác. Nhưng mà đầu tư chứng khoán á, thì mình phải tính được cái câu chuyện trước thì mình mới làm việc được sau này, tại vì anh chị phải theo dõi cái biến động giá của cổ phiếu nữa. Thì cái đó là cái hiện thực nhất, nó cho thấy cái dòng tiền thông minh, dòng tiền lớn nó đi vào. Thì cái nhóm cổ phiếu bất động sản thì mình đã làm cái cách đây video làm ở gần nửa tháng rồi đúng không, cái câu chuyện đó. Thì bây giờ nếu như mà cái vấn đề dịch chuyển đó có thể là Việt Nam mình sẽ được hưởng lợi trong giai đoạn sắp tới, đặc biệt là những cái mã cổ phiếu bất động sản công nghiệp. Thứ hai là anh chị nhìn vào nếu như thủy điện hiện tại bây giờ là hạn hán, thì anh chị thấy là có thể thủy điện nó sẽ khó khăn, đặc biệt là ngày tối hôm qua anh chị, thì ở Kon Tum xảy ra một cái hiện tượng đó là cái động đất rất là mạnh đúng không, động đất rất là mạnh. Thì anh chị thấy là có khả năng là liên quan tới tới một số cái nhà máy thủy điện ở đó, thì ri đồ đúng không, ri đồ thì anh chị nhà đầu tư lưu ý. Nhưng nhìn xa hơn một cái nữa, hiện tại bây giờ điện sạch đó là một trong những cái mà mình nên chú ý. Thì hôm nay anh chị thấy là một cái mã cổ phiếu nó có nắm cái điện sạch đó thì nó tăng và nó vượt đỉnh được á, thì nó chứng minh cho một điều đó là cái dòng cổ phiếu đó có thể nó sẽ chạy sâu anh chị không? Nó giống như con VCG hôm trước mình có nói anh chị nhà đầu tư, khi mà VCG nó bứt tốc đi lên á, thì nó có một cái điều đó là nó sẽ đưa cái nhóm ngành của mình đi theo sau. Ví dụ VGC nó bất động sản công nghiệp nó chạy trước thì sau này dích dắt sẽ có máy BCM rồi nó sẽ chạy sau. Thì ở cái câu chuyện này anh chị thấy HDG thì nó đã có tín hiệu đúng không chị, nó đã có tín hiệu vượt lên, nó đã có tín hiệu vượt lên, nhưng nó chưa có hoàn thành được cái vùng đỉnh này. Nhưng ở trong giai đoạn này nó đã vượt được cái vùng đỉnh ông cận kề của nó trong giai đoạn này, thì mình thấy nó tương đối mạnh. Và đặc biệt mình phải đi sâu vào những cái mã cổ phiếu loại 2, ví dụ như là những cái mã cổ phiếu có thể là điện như là BCG, điện sạch đó anh chị. Thì hiện tại mình đánh giá nó đang ở đâu, nó đang ở một cái quá trình hồi phục trong cái xu hướng khá là tốt ở đây. Thì cái cây nến phiên hôm nay thì nếu như ngày mai mà nó đỏ xuống được anh chị, nó rớt khỏi khu vực mềm giá 16 này, đó là những cái vùng giá mà anh chị suy nghĩ tới cái giai đoạn đó là gom hàng đối với những mã cổ phiếu này không, mình chú ý. Thì sau cái hạn hán câu chuyện điện xong rồi thì anh chị phải nhìn vô đó là cái nhóm lương thực thực phẩm. Lương thực thực phẩm thì phiên giao dịch hôm nay nó đã chạy rồi, nó đã chạy khá mạnh rồi, nhưng mình thấy là cái câu chuyện về những cái mã cổ phiếu điện rồi câu chuyện có thể là than trong giai đoạn sắp tới đó là những cái mà mình phải nhìn thấy trước được để mình chuẩn bị kế hoạch giao dịch trong giai đoạn sắp tới, để mình bám theo cái sóng ngành nào chủ yếu chủ đạo thì mình sẽ bám theo. Ở đây thì mình có giới thiệu qua một hai mã phiếu thôi, mình không có nói điểm mua bán nha anh chị, nhưng mình đang hướng cái suy nghĩ đặc biệt là cái mà mình phải chuẩn bị trước trong giai đoạn sắp tới cho quý anh chị nhà đầu tư, chứ không phải là mình đưa ra cổ phiếu mình đưa ra cái điểm mua nha anh chị. Điểm mua thì mình sẽ cập nhật cho anh chị nhà đầu tư, anh chị nào quan tâm liên hệ với mình trực tiếp theo số điện thoại trên màn hình để mình cập nhật chia sẻ với anh chị nhà đầu tư trong giai đoạn sắp tới nha anh chị. Thì đây là một cái cực kỳ hay luôn, và nó sẽ đi xuống suốt cái cuộc đời đầu tư của anh chị nhà đầu tư sau này. Nếu như cái trường hợp đó xảy ra thì cái chuỗi không, nó giống như cái chuỗi cung ứng anh chị, ở sau thì nó sẽ ăn theo, nó giống như là xây dựng thì bắt đầu thép gạch rồi, nói chung là ăn thêm một chùm vậy đúng không, thì câu chuyện điện nó cũng sẽ kéo theo. Và nếu như mình có được nhận định, mình có được những cái xu hướng, mình nhìn thấy được cái khả năng, thì lúc đó mình sẽ có những cái điểm giá tốt.
Nếu như mà tất cả mọi nhà đầu tư trên thị trường họ nhìn thấy cái điều đó thì nó không còn hấp dẫn nữa nha anh chị. Thành ra mình phải tính toán trước. Đây là một câu chuyện mình thấy khá hay, mình làm lại cái video này để dành cho những cái năm sau có thể là nhìn lại được cái quá trình đầu tư cũng như cái quá trình tư duy suy nghĩ để mà có thể là nắm bắt được những cái cơ hội nha anh chị trong cái giai đoạn sắp tới. Mình luôn chúc quý anh chị nhà đầu tư thật sự thành công và gặt hái thật nhiều may mắn trong cái giai đoạn sắp tới để mà có thể đồng hành và kiếm thật nhiều tiền lên thị trường nha anh chị. Rất mong được sự ủng hộ và quan tâm của anh chị nhà đầu tư. Anh chị nào tham gia vào những cái dòng khách hàng nhớ liên hệ trực tiếp với mình theo số điện thoại màn hình nha. Mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhà đầu tư. Mình sẽ là một người bạn đồng hành của quý anh chị nhà đầu tư trong giai đoạn sắp tới. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Anh chị nào chưa ăn cơm, chúc anh chị có một buổi tối ngon miệng. Hẹn gặp anh chị vào 9 giờ 30 tối hôm nay, mình sẽ nói về mảng cổ phiếu nha anh chị. Chúc anh chị thành công.